Và khi xuống rồi thì nó lắng đọng của các cái đường ống tạo nên các cái trục thì gọi là trục bồn cầu. Ngoài ra thì có những cái bất thường ảnh hưởng đến những bất thường về điện giải hoặc là bất thường do những loại các cái chức năng tái bổ sung. Thì dựa vào cái chẩn đoán của Hiệp hội Hoa Kỳ năm 2012 thì về lâm sàng ở đây chúng ta thấy rằng là không phải lúc nào cũng có triệu chứng. Có những giai đoạn, có những bệnh lý, có những giai đoạn gọi là người ta gọi là giai đoạn bệnh cân, có nghĩa là trên biểu hiện trên lâm sàng chúng ta không thấy và được chẩn đoán theo cận lâm sàng. Thì ở đây cận lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn bất thường trong vòng 3 tháng. Thì đối với suy thận mạng thì ở đây cái định lượng về creatinine huyết thanh hay các cái chỉ số như tôi nói đó, nó phải kéo dài trên 3 tháng và nó cứ diện lặp đi lặp lại với cái chỉ số như vậy thì được chẩn đoán là bệnh suy thận mạng. Cũng như vậy thì tôi cũng nhắc lại, tức là với cận lâm sàng, lâm sàng thì là hỏi bệnh, khám bệnh, cận lâm sàng sẽ bao gồm 4. Một là xét nghiệm máu, hai xét nghiệm nước tiểu, ba là siêu âm và bốn là sinh thiết thận. Thế thì ở đây với chẩn đoán, tiêu chuẩn chẩn đoán của bệnh suy thận mạng thì chúng ta thấy rằng với xét nghiệm nước tiểu thì chúng ta tìm gì ạ? Tìm protein hoặc là albumin. Ở đây với thời điểm là gì ạ? Lớn hơn 3 tháng. Tức là các gì ạ? Với cái số lượng 30 trên 30 mg trên 24 giờ nhưng nó phải kéo dài. Cái thứ hai là trong gì ạ? Tìm cặn lắm nước tiểu thì có gì ạ? Có hồng cầu, có trụ hồng cầu. Rồi xét nghiệm ở đồ thì tìm những cái bất thường liên quan đến. Và ở đây còn một cái nữa đó là siêu âm. Siêu âm thì đối với bệnh cầu thận thì chúng ta siêu âm thường là không thấy, nhưng đối với suy thận thì thường là chúng ta thấy gì ạ? Thường là đánh giá được cái ranh giới giữa vỏ và tủy nó có sự thay đổi hoặc là teo hoặc là to trong thận đa nang, ví dụ như vậy. Và ở đây thì vì sinh thiết thận nó không phải là một sử dụng thường quy, và thường là gì ạ? Nó sử dụng gì ạ? Khi có chỉ định và tùy từng trường hợp chứ không phải là trường hợp nào. Tuy nhiên nó vẫn nằm trong 4 cận lâm sàng của chẩn đoán bệnh thận. Đây ạ, đây là hình ảnh của cái sinh lý bệnh, tức là có các cái trục hồng cầu, tức là khi hồng cầu hay là bạch cầu nó thoát ra được và nó lắng đọng lại ở các cái ống và tạo ra. Thì ở đây chúng ta chẩn đoán rơi nó bay giữa cái suy thận cấp và suy thận mãn. Bởi vì khi chúng ta đánh giá được suy thận cấp thì chúng ta thấy rằng là
lại nó đi. Gà nó đi các bạn ơi, học đi. Rồi tăng huyết áp, rồi tiểu đường, thì đây là những cái biến chứng rất
đối với bệnh nhân suy thận mạn. Ở đây thì phân biệt những cái chữ cái này nó rất là quan trọng. Nó quan trọng đối với người bệnh là gì ạ? Khi chúng ta phân loại được các cái loại, các cái giai đoạn thì chúng ta sẽ điều trị được. Bởi vì trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chưa gọi là suy thận mạn, và khi từ giai đoạn 3 trở đi thì sẽ được chẩn đoán là giai đoạn 1. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái hội thận học Hoa Kỳ thì năm 2002 sẽ được phân ra là gì ạ? 5 giai đoạn. Và ở đây họ dựa vào việc độ lọc cầu thận, đúng không ạ? Và giai đoạn 1 là tổn thương thận, giai đoạn 2 là tổn thương thận với việc độ lọc cầu thận giảm nhẹ, và giai đoạn 3 sẽ là giảm trung bình, giai đoạn 4 là giảm nặng, và giai đoạn 5 sẽ là giai đoạn suy thận giai đoạn cuối. Và như vậy suy thận mạn thì sẽ được tương ứng với giai đoạn 3. Tuy nhiên năm 2012 thì theo cái do 2012 thì chúng ta thấy rằng là cũng vẫn chia phân đoạn, nhưng ở đây có giai đoạn khác một cái, đó là giai đoạn 3A và 3B là cái thứ nhất. Cái thứ hai họ thêm một cái phần nữa, đó là tỷ lệ albumin trên creatinine liệu. Thì ở đây họ chia ra cái gì ạ? A1, A2, A3. Cái mục đích của họ để làm gì ạ? Thực ra họ tách ra để họ gì ạ? Để tiên lượng cái tiến triển của bệnh nhân tốt hơn. Và tiến triển như thế này thì để khi họ chẩn đoán được, phân loại ra để họ thấy tiến triển tốt hơn thì họ sẽ gì ạ? Sẽ điều trị tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì mục tiêu của điều trị bệnh thận mạn là gì? Mục tiêu của người thận mạn thứ nhất là điều trị bệnh căn nguyên. Cái thứ hai, điều trị các nguyên nhân gây nên giảm động lọc cầu thận. Và cái thứ ba, làm chậm tiến triển của bệnh thận. Và cái thứ tư, làm giảm các cái biến chứng. Và cái cuối cùng, đó là chuẩn bị thay thế thận khi thận suy nặng. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây các mục tiêu điều trị của họ chủ yếu là điều trị bệnh căn nguyên, đúng không ạ? Và làm giảm bớt các cái biến chứng do các cái bệnh lý gây nên. Thì mục tiêu điều trị ở đây để làm gì ạ? Để làm chậm cái sự tiến triển của bệnh. Bởi vì chúng ta biết rằng là đối với một bệnh thận mạn, khi đã được chẩn đoán rồi thì chúng ta thấy rằng là cái chức năng sống của bệnh nhân giảm, suy giảm rất là nhiều. Và cái cuối cùng đó là thay thế thận. Ở đây thay thế thận không phải duy nhất là thay thận, mà thay thế thận gồm 3 phương pháp. Thì cái chiến lược ở đây theo chúng ta, chiến lược chung của điều trị bệnh thận nó thay đổi theo từng giai đoạn. Thế thì chúng ta thấy rằng giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì chưa được chẩn đoán là suy thận mạn, mà chỉ chẩn đoán là suy thận. Sang giai đoạn 3, từ giai đoạn 3, 4, 5 thì được chẩn đoán là suy thận mạn. Và ở đây chúng ta thấy rằng là cái chiến lược của điều trị đó là gì ạ? Cái giai đoạn sau tiếp tục điều trị của cái giai đoạn trước. Thì ở đây chúng ta thấy được ở đây cái chiến lược điều trị ở đây như thế nào. Khi đối họ cũng dựa vào cái độ thanh lọc của cầu thận, đó là gì? Khi trên 90 mg/ml phải decilit thì chúng ta sẽ điều trị bệnh căn nguyên. Và cá như vậy thì có những giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 sẽ dựa vào cái chiến lược điều trị này. Và khi cái độ thanh lọc cầu thận có dưới 15 thì chúng ta chuẩn bị thay thế thận. Đây là một câu hỏi trắc nghiệm. Và trong câu trắc nghiệm có một câu hỏi được gọi là suy thận mạn khi giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3B, giai đoạn 4 và giai đoạn 5. Theo các chị, giai đoạn nào đúng? Và
anh chị thì câu nào đúng ạ? Chúng ta được chẩn đoán thật mạng khi ạ? Giai đoạn từ mấy trở đi ạ? À, đúng rồi. Rồi, như vậy là đúng. Như vậy thì trong câu hỏi trắc nghiệm các anh chị nhớ đó, bởi vì có những người thì đánh 4, có những người thì đánh 3B. Thế thì câu trả lời là bởi vì bắt đầu từ giai đoạn gì ạ? Giai đoạn 3. Và ở đây, cái điều trị bệnh thận mạn ngoài mục tiêu điều trị và chiến lược điều trị thì điều trị bệnh căn nguyên. Thế thì điều trị bệnh căn nguyên là gì ạ? Thì trong giai đoạn sớm. Trong giai đoạn sớm có nghĩa là giai đoạn 1, giai đoạn 2, đúng không ạ? Và giai đoạn 3 thì chúng ta điều trị bệnh căn nguyên. Trong việc gì ạ? Thứ nhất là chúng ta phải bảo vệ thận. Thứ hai là chậm cái giai đoạn tiến triển bệnh thận. Và ở đây chúng ta thấy rằng bệnh căn nguyên chúng ta hay gặp đó là kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, điều trị đặc hiệu các bệnh cầu thận nguyên phát. Thế thì các anh chị là dược, thì tôi muốn hỏi là theo các anh chị bài tăng huyết áp các anh chị học rồi, vậy kiểm soát tốt bệnh huyết áp gồm một vấn đề gì? Các anh chị làm những vấn đề gì để kiểm soát tốt bệnh huyết áp? Cái này có trong câu trắc nghiệm tôi hỏi. Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là phải khám. Kiểm soát tốt bệnh huyết áp bao gồm ạ? Theo các chị thì gồm những cái gì ạ? Thứ nhất là gì ạ? Chế độ ăn. Chế độ ăn. Chế độ dinh dưỡng. Thứ hai ạ? À, tập thể dục. Thứ hai là gì ạ? Chế độ gì ạ? Chế độ sinh hoạt, đúng không ạ? Là gồm có gì? Tập thể dục, đúng không ạ? Rồi cái gì ạ? Chế độ sinh hoạt, tức là về cái gì? Cải thiện chức năng sống. Và cái thứ ba mới đến gì ạ? Mới đến là dùng thuốc. Trong bệnh cầu thận, nhóm huyết áp, thuốc huyết áp các anh chị dùng là nhóm gì ạ? Câu hỏi này có trong câu trắc nghiệm. Chắc chắn với các anh chị đọc được thì câu này chắc chắn là có. Và tôi quẩn đi quẩn lại nhiều, rất là nhiều những câu này. Xin hỏi các anh chị, trong điều trị bệnh cầu thận có tăng huyết áp chúng ta dùng nhóm thuốc gì ạ? Ức chế hen chuyển và ức chế thực thể, đúng rồi. Bởi vì cái này trong câu hỏi trắc nghiệm có câu này, có thể là ví dụ trong điều trị bệnh lý bệnh cầu thận, a ức chế men chuyển, b ức chế men chuyển cộng ức chế beta, c thì tôi nhớ là a và b đúng. Câu d, thì được rồi.
trong cái kiểm soát huyết áp thì cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân rất là quan trọng. Ngoài ra thì hiện nay có những bệnh lý mãn tính không lây và gây ảnh hưởng chất lượng sống của bệnh nhân rất nhiều, đó là gì ạ? Bệnh gì ạ? Tiểu đường. Bệnh tiểu đường. Và tiểu đường đối với Việt Nam, bởi vì chúng ta chưa có thống kê hết, nhưng tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến về bệnh lý bệnh mãn và dẫn đến suy thận rất là nhiều. Theo các chị, đường được hấp thu ở đâu? Theo các chị, đường được hấp thu ở đâu ạ? Ở cầu thận không ạ? Rồi, tôi đồng ý, không phải ở cầu thận, ở ống thận. Ống thận thì ở khúc nào ạ? Bây giờ tôi nhắc để các chị nhớ. Tôi nhớ là các chị học kỹ hơn tôi mà. Thì đây là một trong những cái bệnh lý mà gây lên bệnh thận mạn đối với Việt Nam. Và câu hỏi này chúng ta đã trả lời ở câu trên đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta còn có những cái kiểm soát tốt mực huyết áp này, điều trị đặc hiệu các bệnh cầu thận này, rồi giải quyết những cái vấn đề như mắc hoặc là u sỏi hoặc là những cái yếu tố dẫn đến bệnh lý bệnh thận mạn. Và khi chức năng thận vào giai đoạn 3-4 thì chúng ta nên cân nhắc lợi ích giữa sử dụng thuốc. Theo các anh chị thì bệnh lý bệnh cầu thận trong hội chứng thận hư, thuốc được chọn lọc ưu tiên là thuốc gì? Nhóm thuốc gì ạ? Anh chị học bài trước rồi. Thuốc gì ạ? Corticoid đúng không ạ? Là prednisone. Theo anh các chị, liều lượng bao nhiêu ạ? Trung bình ạ? Liều cao. Liều tối đa bao nhiêu ạ? Liều tối đa ở đây đối với corticoid chúng ta không dùng viên và chúng ta dùng gì ạ? Miligam. 1 mg/kg cân nặng trên 24 giờ, tối đa không quá 80 mg. Tôi nhớ cái này trong tài liệu có và hôm vừa rồi bài cẩn thận tôi nhớ là để mình có nhắc mà đúng không ạ? Đây là một câu hỏi trắc nghiệm và tôi mời đi hỏi làm trong vấn đề này. Bởi vì các chị là bây giờ liều trung bình, cho nên trong điều trị bệnh cầu thận thì mỗi một bệnh cầu thận do nguyên nhân, thời gian điều trị tấn công và thời gian điều trị duy trì khác nhau đúng không ạ? Và chúng ta nếu lệ thuộc vào corticoid hoặc không đáp ứng, chúng ta sẽ phối hợp với độc tế bào đúng không ạ? Các anh chị dở sạch các anh chị thấy đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái vấn đề ở đây cho viên cho thuốc thì trong điều trị bệnh nhân nguyên người ta sẽ nhắc chúng ta không, đó là gì ạ? Chúng ta cân nhắc giữa lợi ích của việc điều trị bệnh và tác hại của thuốc điều trị lên là tiếp theo, tức là điều trị để làm gì ạ? Làm chậm đến cái giai đoạn cuối. Thì chúng ta thấy rằng, các anh chị chúng ta thấy rằng là gì ạ? Tức là cái mục tiêu điều trị ngay từ đầu có nghĩa là gì? Chúng ta thấy là gì? Mục tiêu của chúng ta là gì ạ? Kiểm soát tốt chính bệnh lý căn nguyên. Nhưng chúng ta sẽ làm gì ạ? Chậm cái giai đoạn tiến triển của bệnh. Đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta kiểm soát tốt huyết áp là bệnh lý. Thứ hai là gì ạ? Kiểm soát tốt đường huyết. Ở đây là những cái bệnh lý, những cái bệnh lý căn nguyên mà chúng ta thì có thể được. Thế nên tôi hỏi ý kiến ngay các chị, trong chẩn đoán bệnh lý bệnh suy thận mạn do hội chứng thận hư
chúng ta được chẩn đoán bằng cận lâm sàng nào? Bốn cái cận lâm sàng chúng ta thường xuyên nhắc đi nhắc lại, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Sông máu, nước tiểu, siêu âm và sinh thiết thận. Vậy tôi chẩn đoán bệnh nhân suy thận mạng do hội chứng thận hư sang tiên tối thiểu. Theo em thì chúng ta được chẩn đoán này khi nào? Khi gì ạ? Theo chị là khi gì ạ? Chúng ta chỉ làm được chẩn đoán này khi gì ạ? Sinh thiết thận. Bởi vì những cái gì sang hư tối thiểu đó là bệnh căn, những cái nguyên nhân căn nguyên và những bệnh lý căn nguyên thì tôi nhắc ở đây chỉ nhớ chúng ta thế này, nó chỉ có 5 cái thôi. Một là sang hư tối thiểu, hai là gì, sơ chai trung chứng từng vùng, thứ ba là gì, nhớ là bệnh cầu thận màng, và gì ạ, cầu thận tăng sinh màng. Và tăng sinh màng thì tăng sinh, thì tăng sinh trung vô, chúng ta nhớ như vậy để gì ạ, và khi được chẩn đoán bằng gì ạ, bằng sinh thiết thận. Còn đối với chẩn đoán ở trong đối với suy thận mạng thì chúng ta chẩn đoán dựa vào cái gì là điều kiện tiên quyết ạ? Chúng ta mới học ạ? Độ, đúng rồi. Trong mỗi một cái chẩn đoán chúng ta có những cái tiêu chí để chúng ta chẩn đoán. Và ở đây chúng ta thấy rằng làm chậm cái giai đoạn thận thì đến giai đoạn cuối thì bằng cách là kiểm soát tốt những cái gì, điều trị những cái gì ạ, bệnh lý căn nguyên, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta thấy rằng có một câu này có trong câu trách nhiệm thì đó là gì, giảm protein rượu hay giảm đạm khẩu phần ăn. Tuy nhiên ở đây có một câu mà tôi nhớ rằng chế độ ăn giảm đạm kết hợp với liệu pháp bổ sung ketoacid hàng ngày nhằm hai mục đích. Một là giảm và hạn chế cái tình trạng ứ động các cái sản phẩm để tạo nên các cái biến chứng của hội chứng ure huyết cao. Hai là diễn tiến tình trạng suy dinh dưỡng do tính. Câu này sẽ được hỏi trong chế độ ăn của bệnh nhân suy thận mạng bao gồm giảm đạm kết hợp với liệu pháp bổ sung ketoacid đúng hay sai? Và ở đây chúng ta thấy rằng thay thế thận ở giai đoạn cuối. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng ở Việt Nam hiện nay chúng ta đang thực hiện 3 phương pháp. Thứ nhất là gì ạ? Ghép thận. Thứ hai, thẩm phân khúc mạc. Thứ ba, thận nhân tạo. Xin hỏi các anh chị, thận nhân tạo và lọc máu thận giống nhau hay khác nhau? Thận nhân tạo với lọc máu nhân thì giống nhau hay khác nhau? Ai đồng ý là giống nhau thì giơ tay ạ? Thế còn lại, với bây giờ tôi hỏi một bạn không giơ tay, tôi hỏi các bạn, bây giờ tôi hỏi bạn này đi, bạn theo em nếu không phải giống nhau thì nó khác nhau cái gì? Lọc máu và thận nhân tạo khác nhau thì giống nhau theo em? Thì thực ra cái lọc máu hay là cái thận nhân tạo là một, hiện nay thận nhân tạo với lọc máu thì ở đây thận chúng ta hiện nay các anh các chị chúng ta có nghe cái từ thẩm phân khúc mạc không ạ? Có đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta chắc chắn biết thì tất cả trong ba cái kỹ thuật này thì nói chung cái nào cũng có ưu điểm, cái nào cũng có nhược điểm của nó, nhưng nói chung đã vào cái giai đoạn này
có một câu hỏi. Tức là bệnh nhân ghét thật. Tôi không nhớ câu này, nhưng tôi nhớ rằng là trong cái câu này gọi là, trong cái đó có một câu hỏi là ghét thật được chẩn đoán là bệnh nhân bệnh thật nặng. Thì trong bệnh thật nặng có cái ghét thật này. Thì tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ có cái câu hỏi chắc là câu này tôi làm xong rồi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong ba cái phương pháp thì ghép thật là một cái phương pháp mà nó gần với sinh lý nhất. Bởi vì tôi ghi lên đây rồi, cho nên tôi hỏi cách vì sao ạ? Theo ngay các chị thì vì sao nó lại gần với lại cái sinh lý nhất? Bởi vì nó có chức năng nội tiết, còn đối với là trong thận nhân tạo như là lọc máu nó không có chức năng này. Bởi vì chị thấy rằng khi đưa ra ngoài quả thận là đưa khi đưa cái dịch lọc của cơ thể ra ngoài đúng không ạ? Nó được lọc nhưng nó không tạo ra cái cơ chế gì là tạo hồng cầu hay tham gia vào cái cơ chế gì ạ? Vitamin D đúng không ạ? Máy chuyển hóa hoặc là cái đường tiết, tức là điều chỉnh cái nội môi của cơ thể mà gì ạ? Mà nó chỉ lọc là gì ạ? Nó giảm bớt các cái độc tố trong cái dịch lọc của cơ thể để đưa ra làm gì ạ? Vậy thôi chứ nó không có là chức năng này. Chính vì thế ghép thận là một phương pháp tối ưu nhất, tuy nhiên khó khăn nhất. Vì sao?